Hiện tại bây giờ là 5 giờ sáng. Mình đang chuẩn bị đồ để đi lên bến Bạch Đằng ở trên quận nhất. Bây giờ mình đang ngay trung tâm quận nhất, ngay cái chỗ xanh quốc nhất, giàu có nhất. Bây giờ mình đi kiếm tại một nơi xa hoa nhất đất nước, chúng ta chuẩn bị ăn cái món dân dã nhất, bánh thịt Sài Gòn. Đây nhà hàng Elisa bạn. Xa đằng kia mình có landmark. Right, mình đang chuẩn bị đi du lịch với anh Tây nè bạn. Right. Mặc dù là để không là dân nó ra nó sẽ rác đầy, nó không có biết bảo vệ điện cái ghe nợ. Kệ, cô kia. Ok, ok luôn á. Nó the nó mát mát. Ngon á. Bây giờ mình đang khởi hành nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi tàu. Cái màn ảnh này nó lồng phồng kỳ quá. Tàu tới rồi nhưng mà không có bến để cập. Đang có mặt trên ga tàu cao tốc Bạch Đằng vậy. Mát các bạn. Lấy hồi lên yên vị là em sẽ thay cái tay cầm vô để em quay em mới được. Nãy giờ quay Đức nhiều quá. Quay anh không nói để anh cấp được cho nó đẹp. Để như hả? Follow Mr. Đức. You guys ready? Let's go. Let's go. Safety. Oh. Giờ không dám lên nè. Man. Em đi đâu đây anh Đức? Qua kia luôn hả? Trời ơi, từ từ nha. Ô. Giờ qua không được, giờ sao đây?
Nè nè nè, cầm cầm giùm em, cầm giùm em. Bỏng lo bỏ vợ. Cái này phải có ai quay dùm cái cảnh này mới được. Bước xuống có một thai kìa. Còn còn thiếu chuyên nghiệp. I was so unprofessional. Đã qua thành công. Chị nhẹ quá giờ bước nó không có lắc. Đây mình đi tỉnh như không. Tự nhiên bước lên cái tự nhiên hai cái tạo tách ra làm đôi thế. Sức thấy mình dễ quá mà. Tao dép mà. Là... mình đi rất là dễ dàng mà sao kỳ vậy ta? On board.
chưa tròn. Chưa tròn phải giảm tốc. Tới nơi rồi lọt đi nha. Thôi mình cứ tự nhiên nghỉ ngơi, chụp hình. Đẹp ha, cái này nhìn ra ngoài nhìn đẹp. Đây có rất nhiều bông. Anh bệnh thôi, em bắt bệnh anh lại em bón phụ bán rồi. Anh bệnh rồi bao kẹo. Chưa chưa gì chị bắt đạt sớm quá. Đây là giọt nước nè. Có cái lưu nước nè anh Đức. Chủ mặt rửa tay phải không? Đó không? À, là... style. Anh! Đói bụng quá. Đói bụng thì ăn. Có gì ăn. Có gì hết, cái này ông chà, ông chà lấy ra rồi. Mới nè. Này giữ gì cũng còn nóng đi. Hey you go, get some tea. Đi. Buổi sáng không uống 2 ly 2 chai rồi, còn 3 chai rồi giờ. Sao uống cái làm dấu vậy này? Ở ngoài nó tay. Bữa khỏi đồng uống nước chung á. Tại chị cây có cái cây vũ dẻ á. Vũ dẻ là cây gì? Cây vũ dẻ, cây bông hoa vũ dẻ. Dạ em biết. Không bữa này quả này. Google. Nó có này nó không, không máu nè. Nó có một loại cây mà gì cây mật gấu nó giống nha. Đây có nước sâm. It's not tea. Wait, this one is not tea. Yeah, it's tea. It's good. I like it. Yeah. Yeah. It's good for you. Cái này là sâm lạnh, cái đó là sâm nóng, cái này là sâm lạnh. Có luôn. Không thử. Cái này là hồi biết cái gì không? Nước gốc vui vẻ quê mình. Biết là trước thì cứ cái lạc lạc gấu rồi đập sao. Cái này lạc lạc. Cái chữ vui vẻ gì? Vui vẻ. Hoa vẻ, chùm hoa vẻ. Vui là giờ. So put the fish sauce and then use this kind of knife cut into pieces.
and enjoy it. Chị Phúc, chị Phúc đẹp ha, em Vy ha, Tâm. Sao có nhiều cái câu ghê, nhiều ha, giận đọc mãi không ra nữa. Thư pháp mà viết vô tiếng Anh thì cũng đẹp nhé. Hả? Bữa anh có chụp lại. Cây cầu duyên giống như là hả, của Đà Lạt vậy đó.
Are you do you wanna eat it? Yeah. No, seriously, I would like to try one. What is it, try? I heard it tastes like that something is between chicken and fish, like frog. Like I tried frog legs. It's totally different. Yeah? Yeah. Oh, okay. But what snake? Any bread? Any snake that is, you know, big enough. Cái studio đó phía sau nhà có vài cái góc cảnh này, nhưng mà vô nhà ổng coi coi album á cũng ở chỗ đó thôi mà ổng chụp. Wow, bây giờ quá như tôi làm hết rồi. Sen nó là lotus phải không? Lotus. Lotus bowl. Not a good one. Thành nó sống được ở đây không ta? Cái gì? Cái thông nó sống được ở... Anh nghĩ chắc là được. Cái thông nó dùng cát mà, lớn dùng cát mà, không sống được ngay. Nó lớn là nó dùng cát. Đây thì trồng cây dương sĩ đỡ được. Không có thông trồng dương sĩ đỡ, cũng cùng dùng họ. À, cây... cây phương tím. Phương tím. Cái này rút ra có mật. Hide it. They catch you. They're coming. No. Is it inside? The seeds? The delicious? Okay. Traditionally, that is the branch, the body of the rice. Này ra được không? Được. No. Nhưng mà thánh suối. This guy is dangerous. Bèo tiếng Anh là gì? Đây là bèo đó bạn. Người ta nuôi bèo. Ừ. Ồ, nguy hiểm quá. Đây là rau. Rau xanh, rau sạch. Trong kia là cái giếng. Đây cũng là bèo nè. Ô, cái giếng này giếng cạn chứ không phải giếng ấy. Nên là cái ụ rơm này. À. Trong đây là cái nhà chứa rơm. Sao anh? Mình là dân giang hồ thứ thiệt. Vậy nè, cái hộp nó bự nhưng mà nó bị hơi bị đen rồi. Hồ bông sen.
cái cờ canh kìa. Chà, chỗ kia nó có cái nãy nói em rồi đó. Có cái không biết không, không có cái hộp cái cạn này, không có cái tương tác nào hết. Nắng quá, nắng quá, nắng quá. Hoa chiều hồng và hoa chiều tím. Đó, ngồi đây uống nước, ngắm bông, nghe chim hót. Chỗ này sao chỉ có chim à? Bye, see you around. See you girl. See you later. We are going home. Đây là đền thần bạn. Chín giờ tối, 9 chiều. Ủa đâu, cái này là loại 2. 5 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều. Và 7 giờ tối tới 9 giờ tối. Ừ. Tức là nó có giá gấp đôi kìa. Hai mức giá khác nhau. Tưởng rồi phải gấp đôi chứ, ban đêm người ta phải phục vụ mình mà. Với lại ít người đi. Sức chở 49 người. Có 12 cây. Mà nếu như đi đường vòng á là 30 cây. Gấp đôi. Cá đớp kìa. Cá đi hầm nữa chứ. Ừ. Bày bày luôn cho con. Đã nha. Bày đâu mới đẻ. Thật ba em mấy này không mê lắm, mà không sách cần câu đâu, ngồi không câu liền. Bỏ công bỏ việc đứng ngồi câu. Ba em đam mê lắm. Ừ, gốc ổng nông dân mà ba cái trò cá mắm rồi khoái. Ồ kìa, đã không, đã không? Ồ, này như cá nuôi sao? Không phải, thì có thể là cá nuôi đâu đó. Có bầy về là cái con mới ra nè, đều nha. Ồ, đớp kìa, đã. Đây là cái bãi đá. Bãi đá này tên gì anh Đức, nhớ không? Bãi đá Thanh Tú. Đây là bãi đá Thanh Tú ở Nhị Bình. À, đá thư pháp. À, đá thư pháp. Rồi, giờ mình coi coi mình đọc được bao nhiêu chữ nha. Đạt. Chữ đạt.
tâm. Tâm như họa sĩ khéo vẽ thế giới, cảnh ngũ âm thế gian. Không, không pháp vào không tạo. Chị carve nãy giờ nghiến ra. Hỷ xả. À, hỷ xả. Án án ma ni bát. Cái câu này con thần chú chúng ta. Cái kia là không đọc ra cái gì luôn. Coi nha. Bát nhã. Trò nhiều quá. Nhiều quá bạn. Đó, có chữ tàu nữa kìa. À, có chữ tàu. Ở đây là mấy miếng đá người ta chưa có khắc lên. Kìa. Toàn là đá tuyển để khắc không các bạn. À. Để trồng cây. Để trồng đá các bạn. Nghệ thuật Thanh Tú nha. Đây có rất nhiều. Nhưng mà bạn nào thích thư pháp á, thích thư pháp, thích chụp hình mà nó triết lý sâu xa, khi mà tham quan Nhị Bình bạn có thể ghé chỗ này. À, rất là đẹp. Cái bàn này chiều ngang là 2m2, rộng lắm bạn. À, kéo dài tới đằng kia để ngồi khắc, ngồi điêu khắc đá. It was really tough at that time because it was cảnh này nè. Này quay cảnh nó đẹp. Nhìn cái núi. Anh ơi, né cái mặt anh ra để em chụp.
chưa sống qua nhà anh được. Anh ngẩn, em ngẩn cái mặt lên cho anh chụp coi. Em đẹp trai, em sợ gì em. Đó. Thì giả bộ mẹ miếng đi. Thịt gỗ. Ủa, gỗ hóa thật. Cái này nhiều mà, mỡ, cái này nhiều mà. Thì con có nói là ít thật rồi. Cái này lên nhiều lắm. Cái gỗ hóa thật mà. Cái gỗ hóa thật á. Gỗ mà nó thành đá luôn. Cái này là mấy cái đẹp luôn. Gỗ nó hay. Mới nhìn từ nó nhẹ nó nặng kịch ra. Đá mà. Qua đá rồi mà. Đúng là đá. Phải không trời? Đúng rồi. Gỗ không hết hết mấy triệu năm rồi. Tại khủng long tới giờ. Bị ngay sợ cái nghe mấy triệu năm có thấy rung cái tay. Rung cái tay. Coi thầy vẽ đá. Các giải đấu futsal quốc gia sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 và kênh VOV TV. Sôi nổi, căng thẳng, kịch tính, quyết liệt. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia và futsal HD Bank cúp quốc gia 2019 là năm thứ ba liên tiếp do VFF VOV phối hợp thực hiện với sự đồng hành của HD Bank. Futsal Việt Nam khoảnh khắc thăng hoa, vỡ hòa cảm xúc. Ở đằng sau đây mình có cái vàng, cái dậu nè. Đó. Cái cầu Bắc qua này. Chà, đẹp chưa? À, rất là đẹp luôn. Chà, mát rồi. Đó, có cái giọng nữa nè. Chà, nằm bên đây hết bài luôn á. Đúng rồi, kéo e lên. Chà. Cao. Ồ, dốc lắm nha bạn. Xuống cái dốc này cẩn thận, dốc lắm. Ha. Đẹp ha. Quá trời đẹp luôn. À, nó dốc lắm cho nên người ta làm mấy cái gờ nè, mấy cái gờ cho bạn đi lên không bám vô nè. Ở đây nhìn ra phía kia. Peter đang đi ra nè bạn. Đó, anh chàng đó tên là Peter. Peterist. Peter. Có con sen kia nữa kìa. Trong cái đầm này có mỗi hai bông sen thôi. Đẹp ha. Giờ cũng đang hơi đuối bạn. Nên là không có biết nói gì hết. You want a little bit of peace and see it for yourself. Yeah. And you also want someone to tell you like this. Yeah, like the mirror where people live. You still also mention that.
Biểu ơi. Kiki. Tao kêu ông kia mày tới hả? Trời ơi. Dằn, mày tên là Dằn đúng không? Dễ thương. So here's the difference. If you just want to explore for yourself, yeah, then you don't really need the tour, right? You don't need people to say, oh, come here, to take that photo. You just want to go see and explore for yourself. Yeah. If you go on a tour, you want the tour. You want to see what's happening here. So, so when you... So for example, Yeah, as you said, you go to the zoo. Thế bạn nói tên là Voter bạn. Bạn nói tên là Voter. À, bạn nói và anh Đức đang nói về vấn đề là zoo, sở thú ở Việt Nam với lại với nước khác, rồi văn hóa Việt Nam với nước khác. Ủa chị à? À chị ăn đi. Em cắp ớt ra cho em lỡ bỏ ớt luôn. Không sao, chị thích ớt, chị thích ớt. À, lửa chín nó ngon rồi. Giờ bỏ vô rồi không được. Bỏ vô rồi không được cái ra. Thở phải công đi kiếm. Vô củ qua là thành củ qua rồi. Cái này gọi là mì quảng anh Đức. Mì quảng à, mì quảng. Ít nước mà. Mì quảng đúng rồi. Mì quảng rau sống. Món này là đặc sản Quảng Nam này. Thế bình thường chủ nhật là coi như là full time luôn, dạy thấy bà luôn này, đang đi nghỉ dưỡng. đã xong rồi hả, tuần sau chạy bài với bà. Trời không sao. It's smaller, just this one that is fine to sit, right? So what is this book? Nguyên vàng rượu kìa, nhìn đã không? đớp được gì đớp. Trời ơi, đâu phải lúc nào cũng thấy được cái chiếc xe này đâu.
hồi xưa ông anh có từng có một chiếc này mà nó hao xăng kinh quá nên ông bán thôi. Ồ coi nè. Con dĩa nè. Xe rip đảo á. Ờ, Việt Nam Army nè. For official use luôn nha anh Đức. Chứ không phải là for... Song song với nước chảy, là câu của mình anh thường hát dưới sông quê. Bài đó hay quá trời, hỏi tại sao lại không mê? Vì là người của đất miền Tây, anh thật thà và chất phát. Nhà của anh đen bóng, chân đông thay cùng đất cát. Bây giờ mình đặt cái này.